Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng con thấy con người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Đức Giêsu bảo: Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Thà cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi. Thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi roi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa quý vị, chúng con thân mến, bài tin mừng ngày hôm nay có một câu mà làm cho cha, các thầy, các sư, các phụ huynh, những người lớn phải suy nghĩ trước chúng con. Đó là: ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đáng tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá vào cổ nó mà ném xuống biển. Chúng con nói to lên, ném xuống biển, to lên cho coi. Thà buộc cối đá vào cổ nó mà ném xuống biển. Giơ tay lên, giơ tay lên. Thà buộc cối đá vào cổ nó mà không, phải dứt khoát mạnh quá ấy. Tôi nhìn với nhõng nhẽo mẽ lên. Ai làm cho một trong những kẻ bé mọn đây phải vấp ngã, thì thà buộc cối đó đá vào cổ nó mà đúng rồi, ném xuống biển. Mà kẻ bé mọn đây là chính thiếu nhi chúng con đây trước tiên. Cho nên các linh mục, các tu sĩ, rồi hội đồng mục vụ, rồi các anh chị huynh trưởng, giáo lý viên, cả đoàn và phụ huynh, nếu mà làm cớ cho chúng con vấp ngã, làm gương mù gương xấu cho chúng con, thì Chúa nói buộc cối đá mà ném xuống biển. Cho nên với các em thiếu nhi đây, lời nói thì nó mau qua, nhưng gương lành thì nó lôi quấn. Các em đi học giáo lý, các em nghe các anh chị dạy giáo lý, các em nghe các thầy, các sơ, các cha dạy giáo lý. Nhưng nếu mà các cha, các thầy, các sơ, các anh chị giáo lý viên và về nhà các phụ huynh là các bậc làm cha mẹ mà làm gương mù, gương xấu cho các em, không làm gương sáng cho các em, thì trách nhiệm đó rất nặng nề. Đấy là đối với các em thiếu nhi. Còn những kẻ bé mọn đó có thể là những anh chị em đang tìm hiểu đạo, những anh chị em tân tòng mà đức tin còn non yếu, những anh chị em giáo dân họ chưa được học hỏi hiểu biết nhiều, đức tin còn mong manh, mà các mục tử mà không làm gương sáng cho họ, mà làm gương tối, gương mù, gương xấu, thì Chúa nói trách nhiệm đấy rất nặng, là buộc cối đá vào cổ người mục tử ấy mà. To lên mà.
Cha Long mà nêu gương xấu cho chúng con thì buộc cái gì vào cổ Cha Long? Đá gì? Đá tảng, má. Thôi ném xuống biển đây xa lắm, ra ngay cầu Hiệp Phước để ném xuống cái sông cái cầu Hiệp Phước được không? Được không? Rồi, hay là chú Cần Giờ, chú sông bây giờ phải biển Cần Giờ ném Cha Long xuống, được không? Được không? Rồi, ai muốn ném giơ tay. Muốn ném tôi xuống biển. Tại vì đúng, nếu mà tôi nêu gương mù gương xấu cho các em thì các em giơ tay rất đúng. Và lời Chúa mời gọi như vậy, những người làm cha, làm mẹ cũng trách nhiệm rất nặng nề. Đấy là một điểm mà cha muốn chia sẻ với chúng toàn. Điểm thứ hai là trong bài đọc thứ hai, Thư Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ nói thế này. Giờ đây, câu này thì thiếu nhi chúng con nghe không có sợ, nhưng mà những người lớn sợ lắm. Hỡi những kẻ giàu có, ai giàu có, giờ đây. Ôi dồi, con giàu lắm. Con giàu hả? Ông kia cũng nhà giàu hả? Ôi thật tình, đúng rồi, thiếu nhi. Bố mẹ không dám giơ tay mà con nó dám giơ tay, nó bảo nhà nó giàu. Rồi, đây có ai giàu đâu? Rồi vậy thì ai nghèo giơ tay? Ai nghèo giơ tay? Bà kia không giàu, không nghèo thì bà là gì? Bà bảo bà ấy vượt đủ xài. Đây, nghe rồi, các ơn chúng con bỏ tay xuống. Đây, những kẻ giàu có, các ngươi hãy than van rên rỉ về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi. Đừng có tưởng giàu có mà ngon. Giàu có nghe đây, đại gia nghe đây. Các ngươi hãy than van rên rỉ về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi. Tài sản của các ngươi đã hư nát, quần áo của các ngươi đã bị mối ăn, vàng bạc của các ngươi đã bị rỉ sét. Đầu người ta chỉ thích có tài sản, quần áo, vàng bạc, nhưng mà cái thì hư nát, cái thì mối ăn, cái thì rỉ sét. Vậy thì giàu có sướng không? Không. Và chính rỉ sét là bằng chứng buộc tội các ngươi. Nó sẽ như lửa thiêu hủy xác thịt các ngươi. Hỡi những kẻ giàu có mà không có lòng thương xót. Nghe cho rõ đây, rỉ sét là bằng chứng buộc tội các ngươi. Nó sẽ như lửa thiêu hủy xác thịt của các ngươi. Các ngươi đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này. Cứ lo tích trữ đi, cứ lo thu góp đi, cứ lo vun sới cho mình đi. Nghe cho rõ đây, những người ham tiền, ham của, ham danh, ham lợi, các ngươi đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này. Các ngươi đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những người thợ đi cắt lúa trong ruộng của các ngươi, bóc lột người nghèo, bóc lột dân nghèo để có tiền có của. Tội ác đó các ngươi sẽ phải đền. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các ngươi, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. Trên cõi đất này các ngươi đã sống xa hoa. Trên cõi đất này các ngươi đã sống xa hoa. Trên cõi đất này các ngươi đã buông theo khoái lạc. Lòng các ngươi đã được no đầy thỏa mãn trong ngày sát hại. Các ngươi đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng thương lại các ngươi. Thì khốn cho những kẻ giàu có, hãy than van rên rỉ vì tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi. Nhớ kỹ như vậy, nhớ kỹ như vậy. Cho nên Chúa ban cho mình có tiền có của không phải là để cho mình tiêu xài, không phải để cho mình sang hoa, nhưng Chúa ban cho mình có tiền có của để mình biết chia sẻ cho người khác. Nếu mà chỉ lo tích trữ của cải cho mình, vàng bạc áo quần rồi nhà cửa, tất cả sẽ thành han rỉ, và chính cái đó sẽ là bằng chứng tố cáo các ngươi tại sao ngươi ăn ở mà thất nhân ác đức như vậy, dám bóc lột người nghèo để các ngươi có tiền có của, dám hiếp đáp cô nhi quả phụ, những người thấp cổ bé miệng để các ngươi có nhà cao cửa rộng. Khốn cho các ngươi. Đó là
Điểm thứ hai muốn chia sẻ với Thiên Nhi và chúng con. Nếu điểm chúng ta thì tạ ơn Chúa không có ai giàu, mà nãy giờ giơ tay toàn người nghèo. Nhưng mà đừng tưởng nghèo vậy đó là có phúc. Nếu mà nghèo mà lòng vẫn còn ham thì vẫn còn là giàu, vẫn là khốn. Mà nếu giàu mà biết thương xót, biết chia sẻ cho người khác thì vẫn là nghèo, vẫn là có phúc. Bây giờ trên giờ thứ gì nào, mời em đây đây. Bây giờ chúng con chạy đi, chúng con đi tìm mấy bạn không ở trong giáo điểm tin mừng, không có đồng phục đi, chúng con dắt lên đây. Ai dắt được bạn nào đây đây, chúng con được thưởng. Móc đi tìm, đi xuống coi bạn nào này, mấy bé ghé đi tìm máu chạy xuống cái gì nhé, có hiểu không? Để con xuống con tìm coi có bạn nào con dắt lên, không phải là trong giáo lý á, rồi dắt bạn nó lên. Mỗi người dắt lên, người nào lên được thưởng. Rồi một bạn, rồi hai bạn, khênh bạn nó lên, khênh bạn nó lên, ba bốn đứa to. Rồi để ra cần bốn em to, thứ gì bốn đứa to khỏe mau. Rồi dắt các bạn lên, mỗi người dắt một người, phải dắt mới được thưởng. Rồi ai dắt thì được thưởng. Đâu con dắt được mấy người? Rồi bốc một hai cái kẹo cho bạn mình gái con cái. Rồi rồi con bốc kẹo, ai dắt thì lên được thưởng. Ai dắt bạn mình lên, bốc 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 mau, bốc mau con. Rồi bốc đi con, bốc 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 sơn sơn sơn. Rồi con bốc 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 mau, hai tay sơn. Rồi đây chú con, đây mỗi người bốc lấy kẹo, mau bốc bốc bốc. Rồi mấy con áo xanh chú con đưa cho bạn mình, mình đưa cho bạn kẻ đó, bốc hai cái cho con cái, bạn con cái. Mau áo xanh đâu, làm chúng ta đây, mấy em thiếu nhi ngoan đâu. Đâu, không giờ con bốc 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 bốc. Mấy em áo thiếu nhi, để đó điểm tin mừng, chú con bốc hai cái cho con một cái, cho bạn con một cái. Mau con, ra đây bé. Bé ra đây con. Bé ra đây, bé ra đây con. Rồi mấy con, mấy con đứng lại cho mấy bé nhỏ lên đây tổng nghiệp nó. Để con xuống dưới, đi xuống dưới. Đi xuống dưới, đi xuống dưới, đi xuống dưới. Đi xuống dưới. Rồi đây con, ra đây. Rồi bốc. Rồi bốc, 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 bốc. Bé lại đây. Bé lên một lực. Bốc đi ra. Bốc đi ra. Rồi ra rồi bốc xong đi ra. Rồi một bé này đang đứng, không có ai bốc cho nó thì có ai bốc cho em không? Rồi đây một bạn bốc cho bạn mình. Rồi ngoan quá. Còn ai chưa có bốc? Bốc. Ai chưa có bốc mau. Rồi anh chị em có thấy tại sao tôi làm chuyện này không? Rồi bé này chưa có, bốc một cái thôi con. Bốc một cục chi cho bạn mình, chi cho bạn chưa có. Rồi em chưa có, lấy cho em con. Rồi anh chưa có nữa không, giơ tay. Chưa có bốc mau. Rồi bây giờ cha chờ nhờ bốn em còn lại, bốn em khỏe lại theo cha. Rồi chúng con về chỗ, về chỗ. Cho về chỗ phát tay, về chỗ. Bốn bạn, bốn bạn đây. Các bạn ở đây. Rồi, đây. Rồi con lại bốn bạn, hai con lại em bế em kia kìa. Đó, em bị liệt đó. Bế ra đây. Hai đứa đẩy cái xe ra. Hai đứa bế bạn, hai đứa đẩy cái xe. Hai đứa bé, hai đứa bé, bạn ra đây để cho xem đi. Cho xem đây, cho xem đây. Rồi. Rồi con đỡ bạn lên, con đây, con xuống đây. Rồi, bây giờ con làm sao cho bạn con ngồi vào trên cái xe lăn kiểm tra. Đó. Rồi, con ngồi xuống dưới xe. Hai đứa ngoài đây. Rồi, con ra đây. Rồi, con ra đây. Chúng ta cho một tràng pháo tay thì anh xem. Thứ nhất là sở dĩ chúng tôi cho các em giáo thiếu nhi của giáo điểm tin mừng
đi kiếm các bạn khác là vì lời Chúa nói chúng ta không có bè phái, không có óc cục bộ, chỉ biết giáo điểm tin mừng mình, biết thiếu nhi trong giáo xứ mình thôi. Nhưng mà đến đây nhiều thiếu nhi khác mà các tông đồ nói rằng người ta trừ quỷ là phép lạ. Chúa bảo ai không có chống lại ta là ủng hộ ta, không có bè phái, không có phân biệt giàu nghèo để mà Chúa nói khốn cho các ngươi, và không làm gương mù gương xấu cho những người khác, cho các em đã làm gương sáng bằng cách là các em đi tìm những em khác, tìm những em khác để đưa vào trong gia đình của giáo điểm tin mừng, chứ không phải chỉ biết giáo điểm tin mừng thiếu nhi giáo điểm, còn thiếu nhi ở nhóm giáo xứ khác đến đây, hoặc là thiếu nhi mà không hiểu giáo lý chúng ta loại bỏ, chúng ta không loại bỏ, không loại trừ ai hết. Đó là việc mà cha muốn mời gọi chúng con làm và cho mọi người thấy hình ảnh của thiếu nhi giáo điểm tin mừng là phải biết mở ra, như Đức Giáo Hoàng Francisco nói là ra ngoại biên. Đó là điểm thứ nhất. Một tràng pháo tay từ anh chị em. Điểm thứ hai, bài tin mừng Chúa lại nói là không làm gương mù gương xấu, mà chúng ta đã làm gương sáng cho những em thiếu nhi khác, biết là chúng ta không ích kỷ, biết chia sẻ kẹo cho người khác. Chúa nói ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Chúng con đã cho kẹo cho các bạn, chia sẻ kẹo cho người khác, đó là bài học thứ hai. Và cụ thể là cha đã mời bốn chúng con đem một Giê-xu không có đi được dù có tay có chân đến đây để chúng con đại diện của gia đình giáo lý giáo điểm tin mừng là bốn bạn đây trao tặng cho bạn của mình một chiếc xe lăn lòng thương xót. Chúng con nhìn bạn mình có tay mà không vỗ được, có chân mà không đi được, chúng con mới thấy rằng là Chúa mời gọi chúng ta phải biết chia sẻ cho nhau. Người bé mọn một chén nước lã, đây không có chén nước lã, đây có chiếc xe lăn. Chị giới thiệu cho mọi người biết em này tên gì và bao nhiêu tuổi ở đâu như thế nào. Con xin chào Chúa và chào cha, chào tất cả cộng đồng ạ. Con là Lê Thị Dung, năm nay con 53 tuổi. Con ở Gò Vấp ạ, ở gần giáo xứ Trung Bắc ạ. Vậy con đây là cháu nội của con, là cháu nội của con ạ. Cháu tên là Thiều Đức Minh ạ. Thiều Đức Minh bao nhiêu tuổi? Cháu 9 tuổi ạ. Cháu bị bệnh bại não ạ. Cháu bố cháu là năm nay là Thiều Đức Tuân 33 tuổi bên Đông Kinh, và đẻ được cháu đây là Thiều Đức Minh, năm nay cháu 9 tuổi, mà cháu khi cháu đẻ ra là mới được có 7 tháng cháu được có ký tư, thì con chữa cho cháu ăn uống, cháu lớn cháu 2 năm dậy mà cháu đi được, cháu đứng được, thế nhưng sau cũng càng lớn dần thì là cháu không đứng được lên. Mà gia đình cũng đi chữa nhiều nơi rồi, bấm huyệt rồi, đi khắp nơi rồi. Ở hoàn cảnh gia đình như thế nào? Hoàn cảnh nhà con thì vất vả, con sinh được 3 người con trai. Hoàn cảnh của em này? Vâng, cháu là, bố cháu là bị bệnh động kinh, mà nấy mẹ cháu cũng không được khôn ngoan lắm. Mà được mới có 1 ạ. Bây giờ bố mẹ cháu đi bán thịt, heo, và cũng trẻ chữa cho cháu mãi rồi, mà bố cháu là bệnh động kinh, nghèo khổ lắm, không làm đủ ăn. Thế mà con thì đi chỉ bán thịt, thế nào ở chợ gần ở Trung Bắc, thế nào có người thấy con, kể mà con vất vả quá. Mà chồng con thì cũng bị rượu chè, nghiện rượu quá. Rồi một đứa con được bạn học đại học ra trường rồi, còn một người con út thì bây giờ đi chợ ra ma thịt lá. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy hoàn cảnh của gia đình của chị đây, chị là người đạo gì? Có đạo Phật à? Có đạo Phật? Đạo Phật à? Con thấu bà không phải á?
đạo Phật thờ ông bà ông Vải, mà chỉ biết là chú của chúng tôi đạo Công giáo nói rằng là cho người bé mọn một chén nước lã là cho chính chú. Chúng tôi không có chén nước lã mà chúng tôi tặng cho cháu cái xe lăn đây để nói với chị rằng là Chúa yêu thương hết tất cả mọi người, dù là đạo Phật, đạo thờ ông bà, ông Vải, đạo Hồi, đạo gì, Chúa cũng yêu thương hết. Và Chúa mời gọi chúng tôi những người đạo Công giáo phải biết chia sẻ cho người khác, không có ốc bẻ phái, không có ốc cục bộ, không có kiểu như là ta đây là đạo Công giáo là ngon, ta đây là đạo Công giáo là được ân huệ, được đặc quyền, đặc lợi, được Chúa thương riêng, còn những người đạo kia, đạo nọ, đạo ông bà, ông Vải là không được Chúa thương, không được phép như vậy. Mọi người trong đạo Công giáo phải mở lòng ra với mọi người, không có phân biệt là đạo này, đạo kia, không có phân biệt là giàu nghèo, không có phân biệt là sang hèn, không có phân biệt là tốt xấu, không có phân biệt là đẹp hay là xấu. Mọi người đều phải đón nhận nhau, ai không chống lại ta là ủng hộ ta. Chị đã đến đây, chị không có chống lại đạo, là chị đang ủng hộ đạo, là chị là con cái của Chúa. Tôi gửi tặng cho cháu chiếc xe lăn này nha, và cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót để chị và đem về, rồi chị nghe, chị thấy rằng là lòng thương xót của Chúa thương hết tất cả mọi người. Và xin Chúa chúc lành cho chị, Chúa chúc lành cho con nha. Cầu nguyện để xin Chúa chúc lành cho con. Nói được không? Cháu nó cũng nói. Con xin cha về cộng đoàn, con nói với tất cả cộng đoàn là con được ơn này, nhưng mà chưa dám tỏ thật, nhưng mà con cũng nói với tất cả với cha với cộng đoàn là khi mà đứa con út của con năm nay là 21 tuổi, cháu nó đã xa vào ma túy đá và cháu nó không nhận tội, cháu nó gầy quá, thế là con nghĩ quá, con ốm mãi, xong đến lúc con mới nghe cái bà ở gần Trung Bắc đấy, bà ấy mới, con mới kể hoàn cảnh, thế là bà ấy bảo là bây giờ đi lên trên đây để cầu Chúa với cha cầu cho, thế là trong con đi lên đây là lần này lần thứ 4, con khi con đi được 2 hôm về, 2 lần về thì tự dưng là chồng con tối ngày đêm nay là ngày mai là ba sao ngoài về ngoài Bắc để cho mẹ, thì cái người con 21 tuổi tự dưng nó về nó bảo là thưa mẹ ơi, mẹ hủy bỏ vé máy bay của bố đi, con sẽ về con cho bà, cho bố. Thế là con tự dưng con thấy con hủy bỏ vé luôn của chồng con, thế nó con mừng quá, bây giờ cháu nó về ngoài đó nó tự cai để nó bỏ ma túy á. Thế là Hallelujah. Chúng ta lên Hallelujah. Cảm ơn lên Hallelujah. Đấy thì anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng Chúa thương hết tất cả mọi người. Một người con đạo Phật bỏ ma túy đá mà Chúa giúp, rồi người chồng rượu chè cũng biết quay về với vợ con. Và gia đình này thì bố là bị động kinh, mẹ thì là không thật tính người, sinh ra đứa con là bị bại não. Chúng thấy hoàn cảnh rất là cám cảnh, rất là đáng thương. Và hôm nay Chúa tỏ tình thương ấy qua giáo điểm tin mừng. Xin Chúa chúc lành cho anh chị, cho các cháu. Rồi, chúc anh thầy Chúa. Thầy Trung Dưới, thầy hẳn lưới luôn. Rồi, chị bắt đầu đẩy cháu đi. Tại giờ, từ hôm giờ là chị toàn phải cõng cháu đi. Rồi, bề chị tập cái xe đó, chị đẩy cháu đi. Tập đẩy đi. Rồi, cảm ơn chúng con. Rồi, bây giờ mời các vợ chồng nào mới lên làm chứng cho Chúa. Xin mời. Con tên là gì, cái tên gì của Chúa? Con là Ma Đỗ Thị Xuân, là giáo sứ Hoàng Nhị giáo phận Bùi Chu ạ. Con chồng con được ơn là bị tai biến khi con tên gì? Con Vinh Sơn Nguyễn Văn Lượng, 37 tuổi ạ. Rồi, hai vợ chồng thì bị bệnh là tai biến, rồi được Chúa chữa lành như thế nào? Dạ thì khi con đưa cấp cứu thì bác sĩ có chê, bác sĩ nói là chồng con bây giờ không có cứu được nữa, là thở nhờ máy và cũng là tim đập nhờ thuốc, bây giờ nhờ phép lạ làm sao chứ không thể nào mà cứu được. Thì con cũng nhắn tin cho cha, xin cha cộng đoàn cầu nguyện. Thì bác sĩ chuyển chồng con đến Chợ Rẫy, và bác sĩ Chợ Rẫy nó cũng nói như vậy. Thì con cũng có nhắn tin thêm cho cha một lần nữa, cũng được cha và cộng đoàn cầu nguyện.
Thì trong quá trình 15 ngày là chồng con nó được trở lại bình thường, và bác sĩ là hết sức là ngạc nhiên, không ngờ là chồng con được khỏe lại bình thường và có thể đi lại được ạ. Rồi, tôi gửi tặng cho vợ chồng con cái máy 370 giảng nha. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu, và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Trong cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu này có nói tiểu sử thánh Faustina, vị thánh mà chúng ta sẽ mừng kính vào ngày thứ sáu mùng năm tháng 10, là bổn mạng của ca đoàn giáo điểm tin mừng, nhưng chúng tôi sẽ dời vào ngày thứ bảy mùng 6 tháng 10, lễ lúc 5 giờ chiều với các bạn trẻ, để ca đoàn Faustina kỷ niệm năm thứ hai và giáo điểm tin mừng. Mời các bạn trẻ và anh chị em đi cầu nguyện cho ca đoàn Faustina của giáo điểm tin mừng nhân ngày lễ bổn mạng. Đúng là ngày thứ sáu mùng 5 tháng 10 Faustina, thì rời vào 5 giờ chiều thứ bảy mùng 6 tháng 10. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi mời em. Con chào Chúa, con chào cha. Con thưa cha, con là Du Xe Tưởng, con ở giáo xứ Phạm Pháo, giáo Hạ Quần Phương, giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định. Thưa cha, con được ơn Chúa là con nằm liệt 8 năm mà bố mẹ con phải may cho con 4 cái miếng gối kê hai vai hai mông, tại vì là con không nghiêng người được. Mỗi một lần mà hễ mà muốn nghiêng người là nó lên cơn giật. Thế là con cũng được ông cậu họ con cho con tấm ảnh lòng thương xót của Chúa và số điện thoại của cha. Thì tháng 2 năm 2017 con cũng nhắn tin cho cha, thì con ơn con được cha thương con là làm riêng cho con một lễ và cộng đoàn cầu riêng cho con một lễ. Thế là con đi lên giáo xứ Trung Ninh mà các gì ở dòng Mân Côi Trung Ninh, là bệnh xá Trung Ninh đấy, là các gì chữa cho con là con khỏi bệnh. Thôi ngày sau con lấy được đến giáo điểm tin mừng này. Dạ con cũng đi vào chỗ chị con trong này, thì con đến để con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, bởi vì cũng được ơn Chúa thương cho con. Là con cũng nghĩ là con chỉ cầu mong lòng thương xót Chúa là cho con ngồi con tự con làm con ăn thôi, bởi vì bố mẹ con năm nay là 75 tuổi rồi. Bố con thì phục vụ tiếng nói cho giáo xứ, rồi cha Mikae. Rồi tôi cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha, đấng mà đã chữa lành cho con. Đáng lẽ là con nằm liệt giường liệt chiếu suốt 7 năm mà bây giờ con đã lặn lội từ ngoài Bắc vào đây để làm chứng cho Chúa, đấng đã chữa lành cho con. Và đây là cái máy 370 giảng lòng Chúa thương xót, đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi rồi xin mời anh. Rồi mỗi người cô ấy vắn gọn như vậy nhé. Con xin chào cha, chào cộng đoàn. Thưa cha, con là Pedro Tuấn, con ở Kim Sơn, Ninh Bình. Thưa cha, con được rất là nhiều ơn. Thưa cha, con được ơn nhiều nhất là con bỏ đạo mười mấy năm. Ơn nhiều nhất là bỏ đạo mười mấy năm. Năm nay bao nhiêu tuổi? Con năm nay 41. 41, bỏ đạo mười mấy năm? Con bỏ đạo 14 năm. 41, 14 năm, vậy là lúc đó bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. Rồi nhờ đâu mà sau 14 năm con bỏ đạo, con lại quay về với Chúa? Con nhờ mẹ con, là mẹ con là sống thật, nhưng mà mẹ con đi xin đi kinh cho con nhiều hơn là phải chết. Cho nên là bây giờ con cũng được trở lại với Chúa, và con được rất nhiều ơn của Chúa. Và con 3 lần con bị té xe, con gãy hết răng rồi này, con gãy ngón tay rồi 3 lần, rồi cũng rất là nặng, nhưng mà Chúa đã thương ra cho con đến ngày hôm nay được mạnh khỏe như này. Còn bậc ân gần đây nhất là cách đây 3 tháng con về lái cẩu, lái xe cẩu. Thế là đêm hôm đấy con ở dưới Cần Giờ, thế là đêm đấy con chuyển đồ đi, thế là con vươn cái cần cẩu lên trên, thì tầng dây điện ở dưới con nhìn thấy, con tầng ở trên cao thế con không nhìn thấy. Con vươn con cẩu đồ thì nó quẹt đầu gần vào, nổ bung một cái, thì con nghĩ là con chết, nhưng mà Chúa đã thương Chúa cứu con. Mọi khi là con bỏ chân ra con đạp chân không và chân ga, nhưng mà hôm đấy sau mai con đi dép nữa, con ngồi trên cái nệm nữa, mà con không được gì, Chúa đã cứu con. Mười năm bỏ Chúa em đã làm những cái sự khốn khó nào? Mười năm bỏ Chúa, con cũng đủ thứ hết. Con từ vào rượu chè rồi đi buôn gỗ rồi, con đủ thứ hết. Đủ thứ hết trên đời, tứ đổ tường có đủ hết. Đây tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng Chúa thương xót
đấng mà anh đã bỏ Ngài 14 năm, nhưng Ngài không bỏ anh. Và đây là máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và anh là người lái xe cẩu, tôi tặng cho anh móc khóa lòng Chúa thương xót để gìn giữ anh trong lúc mà lái xe. Rồi, mời hai cô đến đây. Thưa cha và cổng vàng, con là Maria Hương, con ở địa phận Phát Diệm, xứ Cồn Thoi. Con đã được ơn chữa lành con trai của con là cha ở là bệnh viện một cha là do An Bao Ti Si Te Phạm Văn Huỳnh Đức. Cháu năm nay 16 tuổi mà con đã nhắn tin cho cha, cháu bị dị dạng mạch não mà cháu đã bị bác sĩ đã bảo bị liệt hoàn toàn nửa người bên trái. Mà con nhắn tin cho cha bảo là con yên tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con không phải nhắn lại cho cha nữa. Thì nay con đã được hoàn toàn 90%, con đã đi học, con được ơn như vậy con. Hallelujah! Nãy lên, Hallelujah! Hallelujah! Thưa cha, hơn thứ hai là Chúa đã chữa lành con. Năm 2017 là con đã bị đau dây năm và đau nửa mặt bên trái. Bác sĩ ở bệnh viện Đức đã bỏ cho con giấy hạn để mổ. Mà con vào khám lại, con cầu xin Chúa, lòng thương xót Chúa mà con phó thác hết cho Chúa. Và con vào khám lại ở trong lồng khám vì sau bác sĩ bỏ là con hết bệnh. Thì con cảm ơn Chúa, tạ ơn cha. Hay chơi gửi tặng cho cái máy 300 bài giảng nha, có chưa? Thưa cha, con có rồi. Lấy đâu? Thưa cha tặng cho con về con tặng lại cho con trai của con. Đúng rồi, cho thằng con trai đã được Chúa cứu nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Mời chị. Con chào cha và cộng đoàn. Con là Nguyễn Thị Hà, con ở giáo xứ Áng Sơn. Trước con ở xứ Ninh Bình, rồi con chuyển sang xứ Áng Sơn, tổ giáo phận Bất Diệt. Thì ra còn mình con thì trước nay được nhiều ơn, nhưng mà con chỉ kể ba cái ơn gần đây nhất. Tức là năm ngoái là con dâu của con là cháu nó có bầu được 8 tháng. Thì cháu nó tự nhiên là nó bị phù to, người to lắm không đi lại được, mà đi là phải có người dìu, về sau dìu cũng không đi được. Thế đến bệnh viện khám thì người ta bảo là 100 ca bà bầu thì có 2-3 bà là bị cái bệnh này. Nhưng mà cái bệnh này là không có thuốc chữa. Thì không biết ở trong Việt Nam thì người ta dùng từ như nào, nhưng mà chúng con ở ngoài Bắc thì cứ dùng từ là sống chung với lũ. Thì bác sĩ bảo là cứ chịu bệnh thôi, thì khi nào mà đẻ xong thì độ khoảng từ 5 đến 6 tháng thì từ từ cái bệnh nó khỏi thì đi lại được. Thế thì gia đình nhà con là cứ 3 giờ chiều là chúng con cầu lòng Chúa thương xót, cầu với lại chúng con nhắn tin vào trong cho cha, thì cha trả lời là cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con dâu con. Thế thì sau một tuần thì con dâu con đi được. Thế thì khi mà cháu nó đến bệnh viện khám thì bác sĩ họ rất là ngạc nhiên, họ bảo rằng là họ làm bác sĩ 30 năm rồi mà chưa bao giờ có cái ca nào mà chỉ có một tuần mà khỏi bệnh. Thế thì họ bảo rằng là thế em uống thuốc gì, con dâu con bảo là không uống thuốc gì. Thế họ bảo rằng là vậy thì chắc chắn là nhà em đi đạo có đúng không, nó bảo vâng. Thì chị bảo, bác sĩ bảo là thế thì em được ơn trên phù hộ. Thứ hai, cái ơn dâu thứ hai là khi cháu, con dâu con xin cháu được là hơn một tháng thì nó cứ khóc, nó cứ ngày tháng ngày nào nó cũng khóc cả ngày cả đêm, không ai ngủ với nó cả, mà đêm mà cứ phải bế đi vòng quanh phòng chứ còn ngồi chỗ nó không chịu, cứ khóc vậy. Thế nhà con cũng nhắn tin vào cha thì là cha cầu nguyện thì cháu nó mới khỏi. Và cái ơn thứ ba thì là chồng con là bị tai biến ạ. Tai biến thì bị dọc nửa người này bên tay phải với chân phải là không đi lại được. Thế là cũng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cấp cứu rồi là một phần vừa cấp cứu trong bệnh viện, vừa là gia đình con cầu nguyện đi nhắn tin vào cho cha thì là cũng được Chúa chấp nhận là chồng con khỏi được khoảng 90%. Đây tôi gửi tặng cơ. Đây là ai đây? À vâng, là chồng con ạ. Đây, ông tên là gì? Thưa cha, con là Du Xe Trần Văn Công, 72 tuổi. Rồi, ông 72 tuổi và ông đã bị tai biến. Anh xem thấy một người bị tai biến nửa bên phải hay nửa bên trái?
Thưa cha, con bị tê liệt toàn bộ bên phải. Vâng, mà hôm nay ông ấy đang đứng trước mặt chúng ta chạy lon ton để giữ hình để làm chứng cho Chúa. Đây là một bằng chứng quyền năng lòng thương xót của Chúa đã cứu chữa ông ấy. Và hai vợ chồng có mặt ở đây từ ngoài Ninh Bình, từ ngoài miền Bắc đến đây để làm chứng cho Chúa. Hallelujah! Hallelujah! Đây để tặng cho cái máy 300 bài giảng nhé. Đây là cái quạt nhiều mẹ đến với chú. Rồi, đây là cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh chị. Hallelujah! Hai người dắt tay nhau đi xuống để ông đi một mình với bà ấy. Rồi vào không? Ông thấy cái bà ấy, ngủ đi! Chưa thấy người Bắc là cứ phải nằm một bên, nữ một bên. Có lần tôi đi lễ, đấy có ông chùm ông đứng cuối, ông khoanh tay vậy. Cái anh cứ cặp nam nữ người ta đi lễ, cái bộ nam nữ nam nữ rồi hai vợ chồng dắt tay nhau nam bên nữ sang một bên, rồi sau phân biệt thế, rồi bên con là cứ phải nam một bên nữ một bên, thì chúng ta thấy là hình ảnh của Chúa chả bao giờ có sự phân biệt như vậy cả, không có bè phái, không có đẳng cấp, không có phân biệt, không có đầu óc cục bộ, mà tất cả là con một cha trên trời, tất cả là anh em với nhau, phải biết chia sẻ cho nhau, cho người khác một chén nước lã là cho Chúa. Những người giàu khốn cho họ, nếu họ không biết chia sẻ cho người khác thì thật là khốn cho họ. Những người làm lớn mà làm gương mù, gương xấu cho những người bé mọn thì khốn cho họ. Và nếu chúng ta cứ có đầu óc bè phái, phân biệt rồi chia rẽ thì cũng khốn cho chúng ta. Amen. Mấy chị em đứng lên, tôi nhìn chúng con đứng lên, chúng ta tuyên